Hello, xin chào mọi người nhé. Đấy, mọi người quay lại với vlog tiếp theo của mình rồi. Ngày hôm nay là trời chỗ mình khá là rét đấy, kiểu như là có một chút không khí của mùa đông rồi. Đấy, mình kiểu là mất mùa đông rồi cơ. Nhưng mà rét này thì vừa đủ mát thôi, chưa thật sự mà rét lắm. Thì bây giờ là bắt đầu một ngày mới mọi người ạ. Thì với chú cháu mình đang bắt đầu những công tác đầu tiên cho một ngày mới để tiếp tục hạng mục chế tạo siêu xe. Và mình đang nói đến là chiếc Blackberry này mọi người nhé. Đấy, mình đang ở trong hạng mục này. Đấy mọi người ạ. Thì tối hôm qua mình vừa hoàn thành xong là cái khuôn của phần bên sau khoang nội thất này. Thì nó là một đất sét nhé. Sáng nay thì nó hơi rao ráo một chút này, chút lại vừa cắt thêm cái lần phần gòn đi, cái sắt nó thò lên. Sắt thò lên thì cắt đi. Thò lên không cắt đi cái này đến cơ mình dán vào nó lại lồi lên, mình mài bục ngay. Đúng rồi. Bục nó lại phải đắp. Đó. Thế là cào qua chút đi xong rồi bọn mình sẽ tiến hành chuẩn bị là cho nhựa lên như ngoài này mọi người ạ. Nhưng mà trước tiên thì bọn phải phủ một lớp sơn lót rồi nhé. Yên ngựa con này thì khá là đơn giản này. Chú nhỉ? Sau này mình làm cái táp lô, à cái gọi là cái đáy đấy, thì là nó phủ một lớp vào đây mỏng mỏng thôi, nó có một cái lần thôi. Nhưng mà nó mỏng thôi, bé thôi. Quan trọng nhất là hai gặp ghế thôi. Con xe này nó hai gặp ghế với lại cái vô lăng bảng điều khiển thôi. Cái này nó đơn giản hơn Bugatti. Đúng rồi. Tại vì nó thiên về xe đua, nó rất là tối ưu về các cái thiết bị mà đặt lên con xe. Nó kiểu như là giảm hết mọi thứ để chiếc xe có thể là có cái khoảng trống cho người lái cũng như là người ngồi. Tại vì là nó khá là thấp nha mọi người. Mà hình dung một chiếc xe đua ấy. Đấy, con này nó không phải là xe đua hẳn nhưng mà nó cũng là lấy cảm hứng cũng như là cái lấy sự một cái sự gì đó, sự kế thừa từ một chiếc xe đua. Bởi thế là nó hơi bị kiểu dị dị một chút, hơi thấp so với những chiếc xe bình thường. Bugatti còn cao hơn mọi người ạ. Hơi thấp, tức là cái lưng nó thấp. Đấy, và hơi nhọn, cái tính khí động học nó cao hơn. Bởi thế là hôm nay mình sẽ tiến hành chế tạo cái phần khoang nội thất này mọi người nhé. Đấy, ok. Và đây là bắt đầu một ngày mới. Chúc mọi người một xem một cái video vui vẻ nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành công việc. Tí nữa có gì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Yeah. Ôi, anh em ơi. Đấy nhá. Đang vừa sơn một lớp sơn này. Nhưng mà vừa có cho nhiều bút tin không? Khó nhỉ, cho 50-50. Tại ghế này mình là sơn, mình không phải là sơn bề mặt. Mình sơn để lấy một lớp chống dính cho mọi người. Nên là cho nhiều bút tin một chút nhá. Tại vì cho nhiều bút tin thì nó sẽ thường cháy đấy. Bị cháy. Đấy, nó khô nhanh mà. Nhưng mà đây là mình làm cái lớp này là cái mục đích không phải để sơn, để chống dính đây. Thì đây là mình làm. Đáng là mình phải đeo cái khẩu trang kia vào ấy, cứ lười. Lười lắm ạ. Bây giờ nhìn cái này mà hôm qua mày bảo là nhìn giống cái gì? Anh vậy nhìn giống hai cái bia bia đấy. À, ờ, ờ. Thôi mày một tên, chú một tên. Anh em cười không cần đâu. Anh cũng xí. Chờ cái này thì chờ một lúc nó khô anh ạ. Cái chỗ này bọn mình ra vào nhiều bây giờ nó bị đất sét nó gì nhá. Nhưng mà chúng ta cái này cũng bóc lành mài hết ấy mà. Tàn mùi Putin thôi, tàn mùi xăng. Lối hết đấy cơ, một bịch xăng lối hết đấy cơ. Thế chưa? Đấy mọi người ạ, các bạn đó là ra hình dáng như thế nhá. Khoảng độ là nửa tiếng sau thì bọn mình sẽ tiến hành là làm sợi, mình nghĩ là vậy. Còn tùy thuộc vào cái lượng nãy thằng kia nó pha phụ nhiều Putin hay không nữa. Nãy vừa rồi mình không để ý lắm, đang tập trung nghiên cứu vấn đề ngoài kia. Anh em nó không lẽ sơn nó tự đặt tham lát nó quay. Đấy. Ok đấy Nguyên ạ, được rồi đấy. Mày lên tay vợ, tay nghề rồi đấy. May có không phải gửi đào tạo bên người có chuyên nghiệp, người có kinh nghiệm hơn. Chết. Ok. Dạ. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng, hàng xóm nhà mình.
Đấy, mọi người rất là vui vậy chứ. Ok, sạc kem mọi người ơi. Mình cho hết cái rửa qua cái cốc đi nhá. Anh em ạ, thì thế là trong lúc cái chó này khô này, bây giờ với chú chó mình đang tiến hành là kiểm tra cũng như là đi xử lý lại những cái vị trí khác mọi người ạ. Rồi thì chuẩn bị cho cái việc mà lát nó khô thì chúng ta sẽ tiến hành là làm nhựa mọi người nhá. Đấy. Anh em phải chờ mất nửa tiếng mà. Hôm qua hôm kia thì cũng có anh em bảo là cái ống hút bụi này, còn mình làm cái dòng dọc bên trên này để đi ra đi vào cho nó vừa đỡ tốn diện tích cũng như là nó sẽ kiểu gọn gàng hơn. Thì chắc là cái là mình sẽ làm theo ý kiến của anh em, tại vì cái khá là hợp lý mọi người ạ. Và mình cho lên cái dòng dọc thì nó tốt hơn, nó đi ra đi vào, chứ cái ống như này để nó nhiều khi nó vướng ấy. Đấy, nhưng mà hiện tại là mình đang bận nhá, nên là đang tập trung vào công việc đó. Đấy, đặt ra đây hút này khá là kiểu như hiệu quả luôn. Đấy, tranh thủ nó chưa khô mọi người ạ. Đây này, cái đằng sau lưng này nó còn sơn nát nữa, rất dính dính. Tranh thủ mình làm cái vòm này luôn. Vòm này nó được cái độ cong uốn của nó theo cái chiều này để khi mình đóng cửa vào nó khớp vào cái đường gioăng ở đây nữa cơ. Như bên kia đúng không? Bên này là ok rồi, vừa làm xong, bên này. Đấy, thì gọi là hàn vào xong mình mới cuộn đất sét sau. Đấy, để cái khung. Trước tiên là phải có khung đã. Đúng rồi. Bên này chưa có nó gì. Nó đều đều của nó là nó tính là chia từ đây lên nó 90 phân mọi người. Bây giờ mình phải đo bên kia, mình đo được 91 phân là đắp nó xét vào nữa là vừa. Đây đo góc này lên đủ 90 phân này, hạn thiếu phải lấn lui vào chín nữa. Đấy, nó phải tầm này cơ, 91 phân. Khi mình làm đấy, nó uốn lên nó không bị chạm vỏ. Đấy. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị luôn là cái giấy này mọi người ạ. Đấy, giấy vải. Đấy, nhìn gì ạ, thủy tinh này. Để mình chuẩn bị này cho những công tác mà cái kia nó khô phát là mình triển khai luôn cho nó kịp anh em ạ. Đấy, cái cắt vừa, cái tấm này cắt vừa, cắt nhỏ quá nó. Vụ quan trọng là cái tấm nhỏ thì cái tấm kia mình mới cắt đâu, mình xé thôi. Đấy. Đấy mọi người nhá. Sợi thủy tinh. Thì đối với cái chi tiết này thì bọn mình chơi là cả sợi chịu lực nhá mọi người nhá. Đây. Sợi chịu lực thì nó sợi sợi nhiều này. Còn sợi kia là sợi rối kìa. Đấy, sợi rối thì nó là những cái cộng rối nó kết hợp vào với nhau. Nhưng mà đoạn này mình sẽ chơi cả sợi chịu lực nhá. Sau này thì bọn mình sẽ phụ nhúng carbon hoặc là mình sẽ dán đề can cao cấp carbon mọi người ạ, ở cái mé lưng này, tại vì ở trong bản gốc nó là carbon mà. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nhúng thì hơi khó nhỉ, tại vì nhúng thì phải có người ta phải bán cái phim to mà không biết ở đâu, hoặc là mình phân mảng ra thì cũng được ấy nhỉ. Cái này mình sẽ xem xét lại sau nhé mọi người nhé. Đây mọi người ơi, hiện tại là mình đang tiến hành làm phủ nhựa rồi, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem này. Đây, cái tiến trình phủ nhựa mình hơi phức tạp một chút nhé, tại vì có liên quan đến cả quay phim mọi thứ nữa thì đèn đóm hơi cồng kềnh. Hello anh em. Cứ bị ngáo ấy nhỉ. Ngáo đá
hay ngáo gì ngáo đồ người cô ấy xích nhiều quá ngáo ngáo kéo con chó nữa nhỉ chó có đủ không ông màu xanh và ông màu đỏ hay không ông màu đỏ đã hết hai đội khác nhau nhá chơi giờ cả đội nhỉ thế là đấy đấy đây chưa đấy đẹp chưa đỡ này nhè thôi cái lớp đầu mình cứ chở nó ráo ráo chứ chứ gì nó số ấy dạ ép quá là hỏng ấy nguyên ạ đừng có ép nhau quá nhé tức nước vỡ bờ đánh nhau chết người giết người luôn đấy mình nói vậy là bị vi phạm chính sách ấy nhỉ mấy ông YouTube ông ấy lại mà ông ấy lại kỳ tính quá ông ấy chết ở mình mấy ông yêu từ bé yêu từ bé yêu ai lớp yêu từ bé ô mình lên mạng mình mua cái áo này hợp lý có không vậy trên Shopee không vậy ai lớp yêu từ bé đấy thì nó thành cái chữ yêu từ bé nha yeah. có anh lên cái là anh Shopee anh mua xem chú lại mua không à chú lại mặc không nhưng mà ông mua chưa nhá ok nhá sao nguyên tấn mua không mặc chứ được bây giờ mặc mấy chú cháu mình mặc mấy áo chân chất về đúng nghĩa với nghề ô bên anh chú chúc anh nhìn thấy anh lại yêu quý mình hơn đấy đúng không áo nhìn chất vậy tuyệt vời lắm mọi người ạ chân này ngón bàn đầu gối đây là đoạn bàn chân đạp chân á cốt đoạn này phải là đoạn gì nhỉ đoạn này ra thật nó mở vai sao nhưng mà đoạn này mình phải để ra nó kiểu ví dụ nhỉ này để tay thôi mình mở ra luôn được phải để cốp để sạc điện thoại chứ mình mở được chưa nguyên nhiệt thiết kế là cái cốc điện thoại đấy nhỉ hoặc là cốc nước nhỉ không xe này nó đua điện thoại gì đua lại còn mang điện thoại theo nhỉ đấy ô mà CT anh em ạ CT á vật liệu có mà sai em với ông gì lưu phim có mà sai nhỉ em của cái con chó em một con chó à? Con này còn hít còn phê hết đấy anh ấy anh con chó nha đấy ở đây thì hôm nay bố mình đang hỗ trợ mình cái đoạn đằng sau này các bạn để mài để nó nhẵn đi đấy ống hút này đấy để mài cho nó nhẵn nó đôi vào bây giờ là con ngựa thôi ngựa này mới thôi bọn mình mua ngựa khác anh em nhá con ngựa này để tạm thôi để bố mình đang xử lý cho mình cái bề mặt này tại vì cái công xử lý mới là lâu ấy các bạn chẳng qua là nhiều khi mình không quay lên màn hình thôi chứ thực ra cái công xử lý bề mặt thì anh em nào trong nghề thì cũng đủ hiểu là lâu chẳng qua là cái vấn đề không phải vấn đề để nói nhiều cô mà sai thì chỗ nào có nó chết thì nó dính ở đấy từ đấy buổi sáng đến đấy trưa là mình làm xong hết cái phần nhựa đi chiều nó khô rồi ok đấy nhỉ nó đúng rồi làm thì sai cứ sai rồi nhỉ sai tao còn làm lót bên trong sai cái chuẩn rồi tao làm bên trong nó chết hết này tao có cách có tách rồi không tách được đấy gặp tao tách ra đi chứ còn mình đỡ phải cắt chúng nó dính vào nhau rồi chết chết đấy đấy mọi người thì cho mình sẽ triển khai 2-3 lớp nữa thì đến trưa nó cơ bản đi thì buổi sáng nay rồi mình đã hoàn thành xong cái phần nhựa này để chiều nếu mà ok không có gì thay đổi thì mình sẽ tiến hành là tháo ra và tiến hành là xử lý đi cắt gọt cũng như là mài bả đi mọi người ạ ấy tuyệt vời luôn yeah hiện tại thì bọn mình đã vừa làm xong cái phần nhựa rồi mọi người ạ
phòng trong trong hai ba lớp được, có một lớp sợi chịu lực của mọi người nhá, mọi người nhìn chưa, đấy cái sợi chịu lực là nó kiểu vằn vằn như này này, thì đang làm nhưng mà chờ tí nữa có thể mình sẽ thêm một hai lớp nữa, tại vì nó hơi, cảm giác hơi mỏng mỏng ấy, đấy nhưng mà hết nhựa rồi, thì bây giờ là các bạn mình sẽ đi mua một can nhựa nữa, cái sạch rồi phải không? Can này mất nắp à? Mất nắp, mất nắp. Can thì vẫn còn cấn thì sao ấy? Người ta cần cần can lên kìa. Ừ, mua can nhựa nữa. Đây lô anh em ạ, mình tới đây mua rồi. Đây, Nguyễn đây này, lấy đi đổ xăng, em vào lấy một can nhé. Lấy cho em một can nhựa chị ơi. Nhét quan nhựa, ui ôi, trời run hết đấy. Đổ xăng nhá. Lấy nghe nhựa thôi hả? Vâng, lấy nghe nhựa thôi ạ. Mất nắp gì đâu? À, mất nắp ạ. Nắp cứ vặn ra thấy vặn loại khó khó thì vứt luôn. Mấy cân vỏ gì? 2 cân rồi. Đấy. Đây là nhựa đường đấy. Vậy thôi nhé. Vâng, vâng là vậy thôi. Không chạy xe nó sánh hết ra ngoài. Bao nhiêu cân? Về cái cân vậy thôi. Cân đấy mình nhặt đấy xong rồi mình nhóm chuẩn xong rồi sang kia cân lại nhé. Em xách còn tí nữa, sang nhà cân lại nhé. 25 cân 2. Nhân với lại 54. 1250. 1252. Ok. Thế anh ạ, anh mình bây giờ mới tới. Lạnh quá anh em ạ. Được. Được rồi. Được rồi. Sao trời lại lạnh thế nhỉ? Bao tiền? 1250. 1.250. Ô sợ cái. 1 triệu. 1 triệu 250 à chị? Lạnh quá anh em ạ. Đây đâu? Đây, một can này à? Một can. Oh my god, rất là nặng lắm. Ok, mình về đó anh em nhé. Cái gì? Cái lót à? Come on. Ui, sao trời mới lại rét thế anh em nhỉ? Chà.
Ok. Đi được. Yeah. Let's go. Hello em. Đi học về hả? Cô, cậu chào cô nhá. Anh em ạ, mình đang đi đường thì thấy ở đấy có bán cây cối đẹp quá anh em ạ. Đúng. Ôi, có bán cây không? Không ơi, không ơi. Đâu rồi? Kìa. Đánh nào, dừng, nhanh nào. Đây, đúng rồi. Ôi, bố cây về để cho nó hoành tráng này đó. Ở cây này là cây hoa giấy này anh. Hoa giấy này anh bán bao nhiêu ấy? Bán 80 luôn. 80 á? Cái này cây gì? Cái này là cây ớt. Ớt à? Ớt gì mà trông nay thế? Ớt Nhật. Ăn được không anh? À. Ăn được không? Không ăn được. Không ăn được á? Đấy á. Ồ, anh nhỉ. 80 cây à? 80 cây. Tầm rưỡi đôi, tất cả đôi. Ừ. Đấy. Em mà. Một đôi nhá. Rồi ok. Ok. Cái gì đấy? Đó. Đây là cái gì đấy? Em quay phim ấy. Vâng. Chết nó. Các bạn nước ngoài xem nó. Tôi bị tiền anh này. Ôi giời ơi. Đẹp quá anh em ạ. Anh em đi làm về à? Em đi làm về. Ui xét quá nhỉ. Mặn mà. Vâng. Ok anh em nhé. Năm nay nó bà con nó khó khăn nên tôi mình cứ bán. Anh quê đâu? Nguyên. Ok. Em mua về em tạt được vườn rất đẹp đúng không? Ok. Cái này cái nước nó phải dày dãi nắng nhá. Đấy nó phải chỗ nắng một tí. Nắng đấy. Không cần phải chăm nhiều đâu. Dạ. Cứ càng đấy, càng bỏ đây càng cây nó càng nắm hoa. Dạ vâng. Thôi em cảm ơn anh nhá. Ok cảm ơn anh em nhá. Một con trông có vẻ cũng không ghi Tết anh ạ. Dạ. Mình sẽ về anh em nhá. Anh em ạ, kiểu là ở nhà mình ấy thì mình muốn là có vài thêm vài cây cối nhìn cho nó đẹp đấy, thì tiện đường là mình thấy hai cây hoa giấy này khá là ổn nên là mình mua. Ok anh em theo chân mình. Bảy mươi lăm nghìn một cây. Ngồi thế đấy rồi rồi về xuống đem về nhà trồng nó đẹp nhà. Nào anh bê chỗ này. Ôi, em bê sụp nhờ nhưỡng đi. 75.000 một cây chú ạ. Ủa, hoa giấy 75.000 một cây, bên Thủy Nguyên. Nè, hoa giấy hồng. À, tím tím. Được mà. Cắt phá. Đẹp hết, 75.000 một cây thì bằng mình ăn quà. Ăn quà phát hết luôn anh em ạ. Nói chung là các bà con rồng ra thì cũng không phải là dễ đâu. Mình nghĩ là thế. Ủng hộ mọi người. Đẹp nha. Lạnh. Lạnh nhỉ. Mạnh phết đấy. Ok. Đẹp không chú? Đúng chú? Được. 15.000. Cái này phải trồng chậu ra dưới giấm đất tốt luôn. Dạ. Yeah. Không biết. Tốt lắm. Vậy á? Trồng tốt ra mấy chân ý. Đẹp đấy. Dạ. 75.000. Nó nằm có khoảng độ 2 cây 84. 2,5 đô la anh em ạ. Cũng phải trồng lâu nào mới được đấy. 2,5 đô la nhỉ? 2,5 đô la. Dạ. À đấy, đấy ghép đi nhé. Ghép đấy nhỉ. Ừ. Trông cho đẹp nhà, đẹp cửa nhỉ. Yeah. Để ghép cái cây này nó ghép nó mới ra hoa. Đúng rồi. Giấy mình đây không ra đâu. Lâu lắm. Nên mình đây nó phải gốc to đúng nhỉ. Ừ. Rồi ok đẹp đấy. Mình chuẩn bị làm tiếp lớp nữa mọi người ạ. Wow. Trời rét nhỉ. Đi ngoài đường. Xuống đến người đây. Giờ thì bọn mình tiến hành là muốn là thêm một lớp này nữa mọi người ạ. Sợi rối này, mình sẽ đi lần lượt. Một lớp này nữa. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chú Lợi đang tiến hành là cho cái thùng hoa quả này vào để làm cái giá thể đỡ và đắp đất sét đoạn này. Chúng ta sẽ làm nốt cả đoạn này này. Đây bên này cũng vậy đây. Đây mọi người nhé. Thì đây chỉ là giá thể thôi nhé. Sau này khi bọn mình làm xong thì bọn mình sẽ vứt hết cái này đi. Chứ nhiều anh em lại bảo là bọn mình cứ tặng hết vào xe chứ không phải đâu. Nó chỉ là cái để mình đỡ đất. Sau đó mình lấy cả đất ra và lấy cả cái này ra. Quy trình là như thế mọi người ạ, đầy đủ. Đi luôn nha chú. Đấy, đất đấy. Yeah. Chưa đấy chú ạ, ok. Lớp nữa đi. Lớp nữa. Keo anh chí. À không. Rồi vậy được rồi. Lớp bơm.
Được rồi. Lớp này 4 thứ lớp thứ 3 3 rưỡi 4 lớp rồi. 3 rưỡi, thì 4 rưỡi thôi. Được rồi, đấy. Không cần đâu. Cứng rồi. Thảo cứng một mình quan trọng mình có một lớp sợi chịu lực ở giữa rồi mà. Ừ. Đấy. Ok nhá. Ok. Sau lớp đấy là thôi. Ok. Còn bao nhiêu thì uống rồi thì nó kiểu đi. Có phải không? Có. Ôi da bố si ô nhạc bản quyền. Chú Lợi này tự nhiên bật nhạc bản quyền. Đấy chú Lợi này bật áp lên để chú Lợi xem này phải không? Ừ. Bờ bên cạnh này. Đấy mọi người. Cái này thì là chưa rồi mọi người ạ. Chưa ngày rồi thì phải mic nhạc luôn vào chứ không bị bản quyền chết đó. Cho cái mé đấy. Mé này cắt cho. Đây anh em ạ. Đây mới ổn lắm chưa? Vừa xử lý xong cái đoạn này này. Đây thì bây giờ bọn mình cái này chiều mình sẽ làm. Cái này làm xong được nhưng mà làm một tí thôi. Ờ chiều nữa ok mình sẽ sơn bọn mình sẽ làm cái đoạn này và tiến hành là xử lý chắc là được bóc ra đấy, chiều được bóc ấy nhỉ. Nguyên nó chơi nhiều đông cứng quá. Anh chơi nhiều đông cứng không anh nhé? Đủ tầm thao ô. Chiều bóc ra nó kịp trên đầu ăn. Nè mình thấy nước vàng khe chưa? Ở rồi chỗ không. Nước này nước nó vàng mà. Không. Như bọn này nước nó vàng. Đấy. Được 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 được. Được không? Đến đi. Vàng. Như thế. Chịu ổn, thế chịu ổn. Ok mọi người ạ. Nói chung là buổi sáng này là công việc là như thế. Hoàn thành được cái phần khuôn nhựa đó khá là tuyệt vời rồi. Hôm qua mới làm xong đất thôi, hôm nay đã làm xong nhựa rồi. Buổi sáng làm xong nhựa rồi, chiều thì chắc là tách. Hy vọng là thời tiết nó ổn định để bọn mình tách ra. Đấy chú Lợi đang tiến hành là để mua iPhone 14 chưa? Đây iPhone là iPhone 15 rưỡi rồi. Mua 14 đi, cái lag lói vậy. Quên mất. Hôm qua có bạn bảo là mua cái đính kính cái app nó dùng được kính thực tế ảo không nhỉ? Không. Có rồi không? Không. Kính VR thì nó phải chia thành hai màn hình cơ. Thấy không? Cái màn hình được thì đeo vào nhìn nó sướng nhỉ. Ý là đỉnh show là thấy nó à? Ừ, kính VR ấy. Hay nó có thao tác có công cụ không nhỉ? Ok mọi người ạ. Đấy, giờ là kết thúc một buổi sáng làm việc nhá. Hôm nay trời khá là rét nên chú Lợi mặc áo phao cơ. Nguyên không có áo phao mặc à? Hồi sáng là mình cứ tưởng là trời bình thường thôi, mát mát đấy. Thế mà áo cộc tay, thế là cái này khá là lạnh rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là trở về nhà ăn cơm. Đồ chiều sẽ cái kiểu khét khô đi và làm. Ok mọi người nhá. Và đây là buổi chiều mọi người nhá. Đấy, chúng ta quay lại với công việc. Thì bây giờ là bọn mình sẽ tiến hành lấy cái cữ của cái phần cửa này, là cái phần viền của cửa. Đấy, nên là đặt cửa vào như thế này mọi người nhé. Thì khi mà có cữ rồi thì chúng ta mới tiến hành là làm khuôn nhựa được. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đang cạo xét ở cái phần viền cửa đấy. Đấy. Chúng ta sẽ, tại vì cái này vẫn chưa khô lắm này. Nên là đầu giờ chiều này thì mọi người sẽ lấy cữ xong thì tháo hai cái cửa kia ra vắt ra ngoài. Tiến hành là xử lý qua nhựa nhựa ở đây đi. Xong thì một lát nữa thì tiến hành là tháo khuôn nhựa đằng sau ra mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đi xử lý một chút ngoài kia đó. Đấy. Đấy anh em ạ, chỗ này để cái rau nhé anh em nhé. Bây giờ mình sẽ làm ra cái gờ như thế này để đặt cái rau ở trong này. Đặt rau để làm gì? Để đóng cửa đấy. Đóng cửa đây. Đấy, nó có rau này nó đi theo cái đường này anh em ạ. Cái đường này thì nó đang bị khó hình dung nhưng mà sau này nó sẽ là một mạch nhá. Đấy, là một mạch anh em ạ, nhìn thấy chưa? Đấy. Bên kia chú Lợi đang lắp cửa vào tiếp. Chết cho sợ ma mọi người ạ. Chết sợ ma. Mới vô cháu mình à, làm đến đâu? Xem phim ma đấy anh em ạ. Xem chuyện ma, nghe chuyện ma. Để cho đỡ buồn anh em ạ. Trời lạnh quá chăng, thì nó lâu khô. Trời lạnh quá nhỉ? Ừ. Không nói cái chi tiết này cũng vậy, mấy chi tiết cố cũng vậy mà. Lĩnh vực như vậy thì vẫn còn cảm mắc dẻo lắm, mình sợ là cái này lôi ra nó bị gì đấy? Bị bung à? Không phải bị bung mà tức là nó bị kiểu biến dạng, biến không nó không chuẩn form ấy. Nhỉ. Yeah. Trời lạnh quá sao anh em ạ? Hôm nay chỗ anh em thế nào rồi? Chỗ mình thì mùa đông đã về rồi, miền Bắc lúc này rất là lạnh.
và 8 và 9 độ cần những cái cầm những chiếc chăn 37 độ phát hành bán trực tiếp livestream nha. Ai livestream bán chăn 37 độ đó? Gọi là livestream bán chăn 37 độ à? Nguyên. Nguyên có mua không? Không mua. Tại vì không biết nó có hay không. Mình chỉ có thể đang nói là người ta có, người ta bán, người ta livestream mà còn. Nếu mà có thì không mua đâu. Dạ, lý do? Vì nó hơi ảo. Ảo gì? Mà xịn mà lại. À, có thị trường người ta công nhận rồi. Ừ. Thế là với anh em mình, với chú chó mình tiến hành là nghĩ là thôi thì nếu mà nó chưa khô thì mình cũng nên liều, tại vì sợ tháo ra nó bị kiểu bị lệch form ấy. Mà việc của mình thì còn khá là nhiều chứ không phải là ngay cái phần này anh em ạ. Phần này tháo ra cũng chỉ bả rồi thì xử lý thôi. Mà một khi bả xử lý thì chúng mình cũng vẫn phải là tiếp tục với công việc phía trước này. Thế này cũng không nên liều nó lắm, thời gian thì không làm việc này làm việc khác. Thế là quyết định là xử lý luôn cái phần này. Thì đấy anh em thấy chưa? Thế là từ đến tối thì cái xe chơi luôn cả nhựa luôn cái này chứ nhỉ? Chơi luôn, chơi ngay bây giờ. Thì đấy, thì bầu là nếu mà chơi trong cái này mai hoặc là chiều này đến tối mà nó khô hẳn thì mới kịp thời gian đấy. Thì bóc không kịp thì mình cứ tập trung cái này nữa nhỉ? Yeah. Ra cái cabin đẹp chưa? Đấy mọi người hình dung cái cabin chưa? Rất gì và lầy lọ nhỉ? Nói chung là những cái này nó cần phải hơi tỉ mỉ một chút cho nên là cũng không vội vàng được. Nặng đất đấy. Cái đường này ấy, là sau này là mưa nước nó rơi vào cái rãnh này, nó chảy xuống đây. Còn cái rìa ngoài này là mình sẽ đặt gioăng. Nhưng mà nước không thể cho gioăng này nó chảy xuống đây được, mình sẽ cho chảy ở đây. Bởi vì trong xe áp nó cũng thế mà. Nó hai đường khác nhau. Thì cái cabin này thì giống rồi. Chứ mình không cho nó chảy qua gioăng vậy nó bị sợ nó bị hỏng á. Nó do gioăng nó vào xe mất đấy. Yeah. Vào gioăng rồi đôi khi cái gioăng mình dán bằng keo nó gặp nước nó lại bong. Thế là nếu mà không được kịp với kia thì mình tập trung làm cái này luôn. Nói chung là phải linh hoạt mọi người ạ. Nói chung cái chi tiết này nó cũng là chi tiết bắt buộc mà. Bắt buộc phải có. Đấy bên này ok hơn rồi này. Bên này thì ra cái gỡ gân rồi. Nói chung là mình chuẩn bị phủ nhựa nhá. Vũ nhựa chiếc này này. Đó mọi người ạ. Câu chuyện là như thế. Hôm nay phải đóng cửa luôn anh em ạ. Buổi chiều làm mấy chó phải đóng cửa. Đóng cửa sổ ấy. Kiểu không khí nó lạnh nó lùa vào. Lạnh buốt tâm hồn. Đấy. Đấy và giờ thì mình đang tiến hành là phun sơn mọi người ạ. Đấy nên là hiện tại là Nguyên đang sơn. Thì mọi người đang ra ngoài cho Nguyên sơn. Thì sơn như này thì chỉ khoảng độ 15 phút thôi. Mình sẽ tiến hành là lên được nhựa nhé. Đấy. Cả hai bên luôn mọi người ạ. Nói chung là sắp ok rồi. Từ đến tối là ra cái khoang cabin hình dáng cả cabin luôn, cả trước cả sau luôn, thiếu mỗi cái táp ly, táp lô ở phía trước thôi. Là cơ bản là trông cái khoang cũng ổn áp hết rồi anh em ạ. Lắp tạm hai cái ghế gaming mà nó là xịn ngay. Là ra cái hình của một cái nội thất ngay. Đây anh em nhìn xem, nó như này mà. Cả hai bên như thế. Đấy. Đấy. Xịn chưa? Yeah. Ok đấy nhỉ, chờ là 15 phút nhá. Cạo đi kia mà chú. Không, mình sẽ cạo phong phong một chút rồi, bởi vì mình làm xong rồi mình mới có thời gian mình đứng ngắm ở ngoài kia vào, trông ấy nó vẫn còn hơi bị lồi lồi ấy. Thì nếu mà khi nó lồi ra thì bên này nó lại là mặt lái. Thì thấy nó kiểu nó chỉ cần lồi ra một chút là nó trướng. Thế bây giờ phải cạo bớt nó đi tí. Cạo xong lại ra ròm. Xong ít sửa ít sơn, sơn qua lại như này. Sơn qua lại chỗ này đi. Có đó. Ok chưa?
cái phần này nó kỹ chỗ này mình sau này mình khiến nó đi, khiến cái góc rồi đi để cái đường nước nó chảy theo cái đường này nó chảy xuống. Nó mưa quá mà không biết. Rồi mưa rồi đấy. Ok chờ nó khô đi rồi chỉnh lại đấy. Ui hai ông chó làm gì cầm tay nhau thế hả? Yêu nhau. Ờ mấy chừng cái gì đấy làm trò gì vậy nhẫn nè à không nhẹ nhẹ gai à bố mạnh thế ngáo. Cơ bản thì trước mắt các bạn nó là với cái khoang cabin của mọi người ạ. Đấy ngày hôm nay mình chưa tháo cái phần đuôi kia ra nhưng mà mình làm được phần đầu này thêm vào thì nó tạo thành một cái sự liền mạch rồi. Trời thì khá là tối rồi, hôm nay trời lạnh nữa mọi người ạ. À, trời tối mọi người ạ, trời lại còn lạnh nữa cơ. Vì cái lý do trời lạnh nên là nó cũng là một cái phần đóng góp vào cái sự khô chậm của phần này. Nên là dán cũng rất là khó anh em nhé. Tại vì dán kiểu là dán lớp 1 thì nó cứ bị chảy xuống ấy, nó không kịp khô. Và cho nhiều chất đông cứng cũng không khô ấy, kiểu trời lạnh mà. Nếu anh em làm composite thì chắc cũng biết. Cái này thì nhiều khi mình không hiểu rõ nhưng mà thấy trời lạnh là thường thường nó bị xảy ra như thế. Cơ bản là cabin cũng khá là ổn áp rồi và trời khá là tối rồi. Mình chú cháu mình vẫn đang làm nhưng mà đến giờ mình phải kết thúc vlog rồi mọi người ạ. Tại vì cũng khá là muộn rồi đấy nên là mình sẽ phải quay một đoạn vlog này và mình kết thúc để mình còn úp lên cho mọi người xem. Đấy còn chú cháu mình vẫn tiếp tục làm việc nhé mọi người ạ, nhìn thấy chưa? Nếu mà có app ở đây mình sẽ mô phỏng cho anh em xem cơ nhưng mà không áp để bật máy nên cũng mất một chút thời gian. Chú thấy ý kiến này không? Vì sao mà lại không khô nhỉ? Cái này do thời tiết rồi. Gì? Hay là do thời trang? Thời trang. Nguyên mày cởi trần nó đi để cho đánh tan thời tiết. Nó không liên quan gì cả. Đẹp như phết nhỉ? Anh em nhìn hình dung cho xem. Thời trang là đánh tan thời tiết. Này có thêm cái táp ly, à táp lồ ở giữa nữa thì lắp hai quả cái gaming vào. Là tuyệt vời đó. Đấy. Nói chung là chả biết là lý do từ đâu anh em ạ. Nhưng mà trời thì vẫn phải tối thôi. Mà đến giờ úp video thì mình vẫn phải úp thôi. Thế là mình sẽ phải xin kết thúc vlog này ở đây. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của anh chú cháu nhé. Còn đâu thì hẹn mọi người vào vlog ngày mai. Cũng như là ngày mai chúng ta sẽ làm được những gì thì sẽ có trong video ngày mai mọi người nhé. Và xin chào mọi người. Chúc mọi người một mùa đông ấm cúng nhá. Đấy, mà mình rét lắm rồi. Hôm nay là kiểu bắt đầu một mùa đông ấy. Ok mọi người nhá. Bye bye.